Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng vọng đảnh lễ Hòa thượng Viện chủ chùa Hoằng Pháp. Con cung kính cúi đầu đảnh lễ chư tôn thiền đức chùa Hoằng Pháp trong ban tổ chức khóa tu, và xin hướng về toàn thể quý thiện hữu tri thức, quý thiện nam tín nữ Phật tử hiện diện tham dự khóa tu Phật thất lần thứ 102 tại đạo tràng chùa Hoằng Pháp. Kính chúc quý vị một tuần lễ an trú trong chánh niệm tỉnh giác và luôn sống trong ánh hào quang của chư Phật. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử thân mến, không biết từ bao giờ dòng lệ nóng của con người đã tuôn chảy ra thành biển mặn. Sau hàng nước mắt, một chút buồn nào còn sót lại, một niềm đau nào vừa chợt tắt, hay tất cả đều nhòa trong những đốm nắng hư vô. Có những giọt nước mắt lại mau chóng khô đi như những hạt sương mai vương trên đầu cành hoa kẽ lá. Nhưng rồi cũng có những giọt nước mắt bắt nguồn từ một niềm đau tủi cực, từ một thân phận làm người, từ một đắng cay luân hồi bất tận. Đức Phật đã từng dạy, nếu như những dòng lệ của chúng sinh chảy ra vì những nỗi khổ niềm đau nhóm chứa lại thì nhiều hơn cả nước trong bốn biển bao la. Nước trong bốn biển có bao nhiêu, nước mắt so ra mới thật nhiều. Khóc nỗi khổ đau đường sinh tử, sao ta cứ mãi thả xuôi chiều. Có khi chúng ta chảy những giọt nước mắt vì những mơ ước mong cầu không toại ý. Có những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của chúng ta bởi vì gặp những nghịch cảnh chướng duyên không vừa ý. Nhưng có bao giờ chúng ta đã khóc thật cho chính mình, cho sự chi phối âm thầm của sinh tử, cho nỗi lưu đài quên mất cố hương? Có bao giờ chúng ta khóc thật sự bởi vì chúng ta cứ mãi cam tâm với thân phận của người lữ khách vào sinh ra tử trong kiếp luân hồi, mà cuộc hành trình của chúng ta cũng chẳng định hướng về đâu? Diễm phúc thay, thưa quý Phật tử, giữa cuộc đời đầy dẫy những nỗi khổ niềm đau, nhân sinh đa khổ, đời người lắm nhiều đau khổ này, chúng ta lại đầy đủ thắng duyên tiếp cận Tam Bảo, gần gũi được các bậc minh sư, những bậc thầy lành, những người bạn tốt để nghe học Phật Pháp. Quý vị có biết chăng, học Phật là chiếc chìa khóa để mở cửa hạnh phúc. Học Phật để giúp cho chúng ta chuyển qua những nỗi khổ niềm đau và xây dựng một đời sống an lạc hạnh phúc ở giữa tại thế gian này đó các vị. Cho nên hôm nay quý Phật tử hiện diện nơi ngôi pháp đường của chùa Hoằng Pháp, an trú trong ngôi nhà của Tam Bảo, một tuần lễ tu học Phật thất được sự hướng dẫn của chư tôn đức tăng ni, để quý vị hiểu được lời Phật dạy và an trú trong chánh niệm tỉnh giác. Vậy xin hỏi, 6 ngày qua quý vị có thanh tịnh, có an lạc không? Có không các vị? Và khi đặt chân vào ngôi chùa Hoằng Pháp, quý vị có bỏ lại sau lưng những nỗi khổ niềm đau, những lo lắng muộn phiền để vào đây lắng nghe Phật Pháp và an trú tâm trong câu hồng danh A-di-đà Phật để trải nghiệm đời sống tâm linh, để kiến tạo cho mình có được một cảnh giới tịnh độ ở tại nhân gian, được chưa các vị? Xin chúc mừng các vị. Quý Phật tử có biết nguồn gốc
Nguyên nhân để đưa đến những nỗi khổ niềm đau trên cuộc đời này là do đâu không các vị? Có nhiều khi những hoàn cảnh không vừa ý, không vừa lòng, những khổ hạnh xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, khổ đau và bất hạnh có mặt. Nếu chúng ta không tìm hiểu rõ nguồn gốc nguyên nhân, ta dễ dàng đổ lỗi cho trời đó các vị. Trời ơi, ông bất công quá đi ông trời. Ông khiến cho người ăn không hết, kẻ lần không ra. Rồi nói trời bất công, rồi còn tuyên bố Phật không có linh nữa. Đúng không các vị? Nhưng nhờ có cơ duyên tiếp cận với Tam Bảo, được nghe học Phật Pháp, được hiểu biết đúng đắn về lời Phật dạy, ta biết rõ những gì ta gặt hái trong đời, dù khổ dù vui, dù vừa lòng hay không vừa lòng, nó chính là kết quả do nghiệp nhân mình đã tạo ra trong quá khứ. Do đó ta không buồn, không giận, không oán, không trách. Học Phật để giúp cho chúng ta có được sự hiểu biết đúng đắn để tự làm chủ cuộc đời mình. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, gieo nhân nào gặt hái quả báo đó, có phải vậy không các vị? Trước đây mình không có đủ duyên nghe học Phật Pháp, gặp cái chuyện gì không vừa ý, không vừa lòng, khổ đau xảy ra đến với mình, nếu ta không đổ lỗi cho trời bất công, Phật không linh, thì chúng ta lại quy trách nhiệm tại cái số tôi nó vậy đó bà ơi. Số nghèo phải chịu long đong, làm bao nhiêu cũng hoàn không ít gì. Số giàu khỏi phải làm chi, ngồi chơi tiền của cũng đi vô nhà. Thương thay số phận người ta, người thì ăn không hết, kẻ thì nhà sụp xiêu. Cuộc đời sao lắm trớ trêu, nào hay số phận lắm điều trái ngang. Lúc này quy trách nhiệm là tại cái số mình vậy, giày dép nó còn có số, con người ta ai cũng có số. Cây khô xuống nước cũng khô, phận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo. Cho nên cái số mình nghèo rồi, làm cũng vậy, không làm cũng vậy thôi đi. Rồi cái buông trôi cuộc đời mình cho bàn tay của số phận định mệnh an bài. Nhưng ta đâu biết rõ rằng cái mà ta gọi là số phận, là định mệnh đó, nó chính là kết quả do nghiệp nhân mình đã tạo ra thôi các vị ơi. Học Phật, Đức Phật đã mở cho chúng ta con mắt tuệ để nhìn thấu hiểu rõ về chân tướng lẽ thật của cuộc đời mà từ bấy lâu nay chúng ta giống như người mù không nhìn thấy được, lại còn đi trong bóng tối của đêm đen. Cho nên lũi vào hầm hố, rơi vào cái hố sâu của tội lỗi, của ác nghiệp, để rồi khổ đau sinh tử luân hồi bất tận luôn các vị. Diễm phúc thay, dù rằng chúng ta sanh ra đời không gặp Phật, cách Phật đã xa 26 thế kỷ trôi qua, nhưng ta còn đầy đủ thắng duyên nghe học chánh pháp. Quý vị có biết không, nếu như khi xưa dòng lệ của đạo sĩ A Tư Đà, sau khi xem tướng cho Đông Cung Thái tử Sĩ Đạt Ta, đạo sĩ A Tư Đà đã rơi lệ khóc. Dòng lệ của đạo sĩ A Tư Đà là dòng lệ của người sinh ra trước Phật. Ông buồn là gì? Không tiếp nhận được ánh sáng chân lý do Phật là người khai đạo. Cho nên ông biết vị này có cái phước tướng phi phàm, chắc chắn sẽ trở thành một người vĩ đại trên thế gian này, sẽ đem lại sự lợi ích vô vàng cho tất cả chúng sanh. Nhưng là buồn vì thân phận của mình tuổi đã già nua, không còn sống được bao lâu để tiếp nhận được ánh sáng chân lý do bậc thầy khai đạo. Còn chúng ta ngày hôm nay, dòng lệ của chúng ta cũng chảy ra, nhưng đó là dòng lệ của người sanh ra sau Phật. Trước Phật hay là sau Phật đều là nạn khổ cả. Ta diễm phúc hơn đạo sĩ A Tư Đà, dù sinh ra đời không gặp Phật, nhưng ta được sống trong một chân trời còn sót lại hương thơm, tức là còn tiếp nhận được ánh sáng chân lý mà Đức Phật đã chỉ dạy. Những lời dạy của Đức Thế Tôn được ghi nhận vào Tam Tạng Thánh Điển mà ngày hôm nay chúng ta được gần gũi Tam Bảo,
nghe học chánh pháp, quý vị có cảm thấy mình hạnh phúc hơn đạo sĩ A Tư Đà hay không? Vậy thì học Phật, tu Phật chính là sự hưởng thụ hạnh phúc tối cao của một đời người. Học Phật giúp cho chúng ta có được cái nhận hiểu đúng đắn các vị ơi. Cho nên chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc nguyên nhân để đưa đến những nỗi khổ niềm đau thì chung quy không ngoài tham, sân và si, phải không các vị? Nhưng trong đó si là cội gốc căn bản. Do gì si mê, do gì vô minh, do gì không có nhận thức thấu hiểu, cho nên chúng ta mới sanh khởi ra những vọng chấp sai lầm, để rồi tham khởi lên, sân khởi lên cũng từ si mà ra, đúng không các vị? Tìm hiểu rõ nguồn gốc si mê là nguồn, là cái nguyên nhân để đưa đến những nỗi khổ niềm đau rồi, thì chúng ta thực tập theo lời Phật dạy để tiếp cận ngôi Tam Bảo, nghe học chánh pháp, hiểu biết đúng đắn, có được tuệ tri, tuệ giác soi sáng cho chúng ta trên con đường mà chúng ta từng bước đi vào trong cuộc đời, nhờ ánh sáng của sự hiểu biết, nhờ ánh sáng của chánh kiến, nhờ ánh sáng của tuệ giác đã giúp cho chúng ta nhận thức hiểu rõ được giá trị của cuộc đời, đúng không các vị? Và chúng ta hiểu rõ được cái đạo lý nhân quả ở thế gian, quý vị biết không? Ông bà thường khuyên con cháu của mình: con cháu ăn hiền ở lành nha, đừng làm những điều sai trái tội lỗi xấu ác trời phạt đó nha. Nhưng mà cái thuyết thiên mệnh, gọi là mệnh sống của mình giao cho trời quyết định, nó chỉ có giá trị đối với một số người, họ còn có một chút niềm tin đối với tâm, với tôn giáo, thì họ có thể sợ, sợ ông trời phạt mà không dám làm những điều sai trái. Nhưng đối với người không đủ niềm tin đối với tôn giáo, họ hỏi ông trời là cái ông nào chỉ cho tôi thấy đi, rồi tôi mới tin, tôi mới nghe theo, mình chỉ được hay không các gì. Do đó mà không có đủ sức để thuyết phục người nhiều đâu các vị ơi. Cái thuyết thứ hai của thế gian ngoài cái thuyết thiên mệnh, đó là cái thuyết lương tâm. Ăn hiền ở lành thì lương tâm của mình á, nó sẽ thoải mái, nó sống yên ổn. Còn nếu mà làm những điều sai trái, dù che giấu tất cả mọi người được đi nữa, nhưng lương tâm của chúng ta nó dày vò, có đúng vậy không các vị? Nhưng nếu chúng ta đem cái thuyết lương tâm ra nói thì nó chỉ có giá trị đối với một số người còn có lương tâm, còn có nhân tính. Đối với người họ không còn lương tâm nhân tính thì nói với họ lương tâm cũng bằng thừa thôi, không có khuyến giáo họ được đâu các vị ơi. Nhưng chúng ta đem cái nền giáo lý của đạo Phật được đặt trọng tâm trên nền tảng nhân quả. Anh gieo nhân nào, anh sẽ gặt hái quả báo đó. Anh trồng dưa, anh sẽ được dưa. Anh trồng đậu, anh sẽ được đậu. Anh gieo một hạt giống đắng thì anh sẽ hái cái quả đắng. Anh gieo một hạt giống ngọt, anh sẽ hái được cái trái ngọt. Với cái đạo lý nhân quả đó thì tất cả chúng ta đều làm chủ cuộc đời mình, không giao phó thân phận của mình cho một vị thần linh thượng đế nào sắp đặt, cũng không quy trách nhiệm cuộc đời mình cho bàn tay của số phận, số mệnh nào, mà chính chúng ta làm chủ cuộc đời ta, gieo nhân nào gặt hái quả báo đó, đúng không các vị? Đức Phật đã giải thoát con người ra khỏi bàn tay của thần linh thượng đế và chỉ dạy cho chúng ta về cái quy luật nhân quả. Quý vị nên nhớ, một khi ta đã gieo một hạt giống đắng, dù cho quý vị ngồi đó để cầu mong ra trái ngọt, mơ đi em ơi, không có đâu em ơi. Nhưng mà quý vị đã gieo một hạt giống ngọt rồi, dù ai kia có nguyền rủa cho nó sanh ra trái đắng thì không bao giờ có trái đắng, đúng không các vị? Do đó, để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau thì chúng ta cần phải tiếp cận với ngôi Tam Bảo để được nghe học chánh pháp. Nhờ sự nghe học chánh pháp sẽ đem lại cho chúng ta 5 điều lợi ích thiết thực sau đây. Thứ nhất,
ta sẽ nghe được những điều giá trị mà từ trước đến nay ta chưa có cơ hội được nghe. Thứ hai, nếu quý vị đã được nghe thường xuyên, được nghe Pháp rồi, nghe nữa, nghe hoài, học mãi, thì những cái mà chúng ta đã được nghe, được học sẽ được sáng tỏ, hiểu rõ hơn. Điều thứ ba, nghe học chánh pháp sẽ giúp cho chúng ta có được chánh tri, chánh kiến, có nghĩa là có được sự nhận thức, hiểu biết chân chánh, đúng đắn. Rồi lợi ích thứ tư, nghe được chánh pháp sẽ giúp cho chúng ta dứt trừ những mối nghi ngờ. Và lợi ích thứ năm, nếu chúng ta đem cái nghe, cái hiểu, học pháp, hiểu pháp, hành pháp thì còn gì bằng, đó chính là phương cách chuyển hóa khổ đau, xây dựng hạnh phúc an vui đó các vị ơi. Quý vị nghe học chánh pháp có vui không? Vui không quý Phật tử? Có nhiều vị hỏi vậy nè, cô ơi cô, sao ngoài kia con ngồi con tán dốc cả buổi luôn nha, không sao hết trơn, mới vô đây ngồi trong đạo tràng niệm Phật cầu gia hộ, bắt đầu hai mắt nó nhắm lại, nó nhắm cứng ngắc luôn vậy đó, rồi nó mơ mơ màng màng, nó không có tỉnh, nghe mà nghe không có rõ, rồi cái giật mình cái, trời ơi nãy giờ mình ngủ gục hay sao mà không biết sao mà không có kháng cự lại cái cơn hôn trầm đó. Quý vị có biết sao mà chúng ta ở ngoài ngồi nói chuyện tán dóc tỉnh bơ, vào tụng kinh niệm Phật nghe pháp hôn trầm ngủ gục, quý vị biết tại sao không? Sao vậy các vị? Cái nghiệp của mình nó quá nặng đi, phải không các vị? Nó che chướng vậy đó. Giả lại đi nữa, cái tâm buông lung phóng túng, duyên theo trần cảnh, phan duyên nhảy nhót á, nó quen rồi các vị ơi. Bây giờ mà kêu nó ngồi đây yên tịnh để mà lắng nghe cũng khó lắm mà nghe. Ngồi nghe được chút xíu không hiểu, không biết là hiểu được cái gì, đắc ý cái gì, gật đầu lia lịa. Có đúng vậy không các vị? Rồi ngồi niệm Phật á, ngồi chút xíu à, không biết là ngày xưa chư vị tổ sư của chúng ta thì quý ngài phải tu đi từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mới lên tới tứ thiền. Còn mình giờ giỏi lắm các vị ơi, không có cần phải trải qua thứ lớp sơ nhị tam tứ, nhảy vô cái ngũ thiền liền, đúng không các vị? Mà quý vị không hiểu rõ được cái giá trị cao quý của sự tu học Phật Pháp. Cho nên Nghĩa Tịnh Pháp Sư đời nhà Đường có một cái bài kệ để thán trách hàng hậu học chúng ta. Ngài nói như sau: trải khắp bao triều tấn tống lương, cao tăng cầu đạo biệt quê hương, trăm đi chưa được mười quay lại, gian khổ hậu lai mấy kẻ tường, thâm thẳm đường xa thân rét buốt, mịt mờ các nóng sức khôn đương, hậu hiền đâu rõ cao tăng ý, hời hợt xem kinh như sách thường. Ngài nói rằng trải khắp bao triều đại tấn tống tề lương đường, các bậc cao tăng vì cầu đạo phải xa biệt quê hương. Ta có biết chăng trăm người đi chưa được mười người quay bước trở lại. Vì sao vậy? Trên cái chặng đường học đạo, tu đạo, hành đạo gian khổ vô cùng, gian khổ hậu lai mấy kẻ tường, điển hình như cuộc hành trình cầu pháp của Ngài Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư. Ngài đã vượt chặng đường bộ, trải qua 178 lãnh thổ nha, tức là 178 quốc gia. Rồi Ngài cũng trải qua 800 dặm sa mạc Quang Du, tưởng chừng như là bỏ xác ở giữa đường rồi. Cho nên Ngài Nghĩa Tịnh Pháp Sư mới nói: gian khổ hậu lai mấy kẻ tường, thâm thẳm đường xa thân rét buốt, mịt mờ các nóng sức khôn đương, hậu hiền đâu rõ được cao tăng ý. Cho nên ngày nay xem kinh nghe pháp giống như xem sách thường quăng bỏ một bên, không có quan tâm, không có trọng pháp thì làm sao đắc pháp đây các vị? Ta biết rõ cái giá trị cao quý của Phật Pháp. Phật Pháp không dễ gì nghe đâu các vị ơi. Nếu không có duyên, không nghe được. Đúng không các Phật tử?
khi Đức Thế Tôn của chúng ta Ngài còn tại thế, gần 25 năm Ngài an trú ở tại thành Xá Vệ, 24 mùa an cư Ngài ở tại đây rồi. Tức là gần 25 năm Ngài ngự ở tại thành Xá Vệ, mà ở thành Xá Vệ có 9 ức người dân, chỉ có 1/3 người là được đủ duyên gặp Phật nghe Pháp. 1/3 thì họ chỉ nghe đồn đãi về Đức Phật, chưa một lần gặp Phật để nghe được chánh Pháp đâu các chị ơi, chỉ nghe đồn đãi thôi. Còn 1/3 còn lại đó, 3 ức người dân còn lại, họ hoàn toàn không biết gì về Phật, chứ đừng nói là nghe Pháp. Luận Đại Trí Độ khi đề cập giải thích có nói điều này. Vậy thì chúng ta xét lại coi, mình cách xa Đức Phật hơn 2.600 năm lịch sử, mà tới bây giờ mình còn được đủ duyên nghe học chánh Pháp. Quý vị cảm thấy hạnh phúc hơn các gì? Đức Phật đã từng khẳng định rằng cái nỗi khổ của con lạc đà chở nặng trải qua bãi sa mạc hoang vu, nỗi khổ của ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chưa gọi là khổ nhất đâu các vị. Cái điều khổ nhất trên thế gian trong đời người đó chính là vô minh, không biết lối đi đó các vị ơi. Vô minh là khổ nhất, thiếu sáng suốt, mê lầm, vọng chấp, khổ vô cùng. Quý vị hãy lắng nghe con kể câu chuyện sau đây. Có hai vợ chồng nọ, ông chồng thì bị mù lòa, bà vợ thì bà bị lãng tai điếc các vị ơi. Bữa hôm nọ hai vợ chồng đang đi trên đường, ông chồng mù nhưng cái lỗ tai rất thính. Ông ta mới nói với bà vợ như sau: Bà sáng mắt bà nhìn, phải trước đây có một cái đám ma phải không bà? Bà vợ thì mắt sáng cho nên nhìn phía trước không phải đám ma, mà đó là đám cưới người ta dựng rạp, ta để cái lễ du quy chần dần luôn. Mà tại vì ông chồng của mình, ông không thấy đường, cho nên ông nói có đám ma. Mà vì sao ông ta lại nói có đám ma vậy? Bởi vì mắt mù nhưng tai rất là thính. Ông ta nghe tiếng kèn thổi lên trong giây phút chia tay. Mà cái nhạc kèn mà trỗi lên cái điệu nhạc buồn đó, sao mà gọi là đám cưới? Trong giây phút chia tay là đám ma hay đám cưới các vị? Cho nên ông mới nói bà phải đám ma ở trước mặt đây hay không? Bà vợ mắt sáng nhìn thấy, nói đám ma đâu mà đám ma, đám cưới người ta đó ông ơi, cái bản trần dần lễ du quy kìa. Cái ông chồng nói im đi, bà điếc lát, bà không nghe gì hết trơn, đừng nói bậy nữa nha. Đám cưới gì mà trỗi cái nhạc khúc buồn trong giây phút chia tay, điếc lát, câm cái miệng lại đi. Cái bà vợ cũng đâu có vừa, ông mù là ông câm cái miệng ông lại đi. Tại vì ở trước mặt là cái bản đám cưới rõ ràng, mà ông nói đám ma là đám ma cái gì? Chồng thì nói đám ma, vợ thì nói đám cưới. Bởi vì mỗi người chấp vào cái của riêng mình. Ông chồng không thấy đường, chấp vào cái lỗ tai nghe. Còn bà vợ thì thấy đường, nhưng mà cái lỗ tai điếc, đâu có nghe tiếng kèn đám ma. Do vậy mình nhìn thấy cái bản lễ du quy nói rằng đám cưới, mà tại sao nói đám ma? Có nhiều đó mà hai vợ chồng gây lộn. Ông chồng nói bà mà cãi một tiếng tôi đập cho bà chết nha. Cái bà vợ cũng đâu vừa, bà vợ nhào vô nói giỏi giỏi ngon đánh tôi đi, giết tôi đi. Cái hai vợ chồng vậy đó mà đánh lộn ở giữa đường. Người khách bộ hành đi ngang qua, họ thấy vậy họ can. Họ nói ông ơi bà ơi, có chuyện gì vợ chồng về nhà nói to nói nhỏ nhau nghe, có đâu ở giữa đường mà gây lộn đánh lộn như vậy. Cái lúc này bà vợ bà khóc òa lên, bà phân bua với mọi người, đâu mấy người nói cho ông biết đi, ông mù lòa ông không biết mà ông còn nói. Tôi nói ở trước mặt đây có cái đám ma mà ông dám, tôi nói trước mặt là đám cưới mà ông dám nói đám ma đâu các vị, xác minh cho ông biết coi. Rồi ông chồng cũng không vừa, nói là bây giờ các vị cái lỗ tai thính các vị nghe, bây giờ cái nhạc khúc trỗi lên trong giây phút chia tay tôi nói đám ma, bà cứ cãi tôi bà nói đám cưới. Cái những người khách nó mới bật cười và nói ông ơi bà ơi, ông cũng nói đúng bà cũng chẳng nói sai. Ở trước mặt đây là có cái đám cưới lễ du quy, nhưng mà sau lưng con hẻm này có cái đám ma trỗi nhạc khúc. Đám ma cũng có mà đám cưới cũng có luôn.
Vậy mà hai vợ chồng cứ chấp cái thấy cái nghe của mình mà sanh ra mâu thuẫn khổ đau, phải không các vị? Bây giờ mình biết tu rồi phải làm sao các vị? Mình đừng nói là mình đúng, người ta sai. Sở dĩ bao nhiêu cuộc tranh chấp mâu thuẫn xảy ra khiến cho con người phải phiền não khổ đau là bởi vì chúng ta chấp vào cái thấy biết của riêng mình. Người biết tu học Phật Pháp rồi nhìn thấy tất cả, biết được tất cả, nhưng không để cho lòng mình vướng mắc, không để cho ngoại cảnh qua cái thấy cái nghe đó làm chướng ngại khiến cho mình phiền não khổ đau, được không các vị? Nói đến đây thì có một số người hỏi vậy chứ nếu tu mà để đạt đến cái cảnh giới ngơ ngơ à, không biết, không thấy, không nghe, không biết gì nữa hết, tu để trở thành cây khô đá lạnh, vô tri vô giác, thấy mà giống như không thấy, nghe mà giống như không nghe, tu gì kỳ vậy? Họ sẽ nói tu gì kỳ vậy? Tôi là một con người, một chúng sinh hữu tình, có tình thức mà tu riết vợ ngơ ngơ, ngay nó dạy nó không biết gì hết hay sao? Không phải vậy đâu các vị. Các vị nghe con kể câu chuyện thứ hai đây. Có một bà lão nọ phát bồ đề tâm để hộ thất cho một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo này đã nhiều năm nhập thất tịnh tu và lấy sự giải thoát sanh tử luân hồi làm trọng yếu. Sinh tử việc lớn vô thường tấn tốc, cho nên gác bỏ muôn duyên, nhất tâm niệm Phật. Khi thầy vào trong thất tịnh tu, được sự phát tâm của bà lão này hộ thất hơn 20 năm các vị ơi. Rồi một ngày nọ, bà lão này bảo cái cô con gái của mình: hôm nay con đem cơm đến hộ thất cho thầy, nghe lời mẹ nha. Nhào tới ôm ông thầy đại, con không nói cái gì, con không phản ứng ra sao. Cô gái này mới đem cơm đến. Theo thường lệ là đến giờ ngọ đem cơm đến để hộ thất cho thầy, trợ duyên cho thầy, để cho thầy đủ điều kiện an tâm tu học. Thì thầy mới mở cửa thất ra để đón nhận phần cơm buổi trưa đó. Mới vừa mở cửa ra, cái cổ nhào vô cổ ôm ông thầy. Lúc này vị tỳ kheo đó mới trả lời bằng một câu như sau: khô mộc ỷ hàng nham, tam đông vô noãn khí. Ý nói rằng khô mộc là cái cây khô, cây khô mà nó lại còn mọc trên cái tảng đá lạnh. Tưởng cây khô mọc dưới đất thì cũng còn có một chút nhựa sống nha các vị, còn có cơ hội. Mà cây khô lại mọc ở nơi tảng đá lạnh, còn trải qua ba cái mùa đông như vậy, ôi nó lạnh ngơ, lạnh ngắt rồi. Ý vị tỳ kheo này muốn nói: ôm tôi trơ trơ rồi, tôi giống như cây khô, tôi giống như đá lạnh vậy đó, không có nhúc nhích, không có xi nhê gì đâu. Nhưng mà không nói vậy, mới nói: khô mộc ỷ hàng nham, tâm đông vô noãn khí. Cái cô gái này về nói lại cho bà mẹ mình nghe, cái bà mẹ nói: thôi tiêu rồi. Tưởng sao 20 năm mình hộ thất trong thầy, ông tu riết ông thành cây, ông thành đá rồi con ơi, tiêu rồi. Rồi cái bà lão ra châm lửa đốt cái am: tôi không hộ thất cho thầy nữa đâu, bởi vì tôi hộ thất cho thầy mong muốn thầy tu để thầy trở thành một bậc giác ngộ, làm lợi ích cho tam bảo, lợi ích cho chúng sanh, làm lợi ích cho cuộc đời. Chứ không phải tôi hộ thất cho thầy, thầy ăn, thầy tu riết bây giờ thầy thành cây, thầy thành đá. Cho nên bà lão châm lửa đốt am. Việc châm lửa đốt am của bà lão này đã khai ngộ được cho vị thầy đó. Vị thầy này mình suy nghĩ, bà lão nói đúng quá. Mình tu đâu phải trở thành cây thành đá, từ một chúng sanh hữu tình tu riết để trở thành vô tri vô giác. Sai nghe các vị, trật nghe các vị. Mà tu phải trở thành một bậc giác ngộ, lợi ích cho tam bảo, lợi ích cho chúng sanh và lợi ích cho cuộc đời này. Và thầy mới nói: bà lão ơi, tôi sai rồi, thôi bà lão sửa lại cái am đi, hộ thất cho tôi quyết chí tôi tu để đạt thành ý nguyện, đạt đến mục đích cứu cánh của sự giải thoát giác ngộ, làm lợi lạc chúng sinh. Bà lão nói: được, thầy hứa rồi đó nha. Mới sửa lại cái thất đó rồi hộ thất cho thầy. Một năm trôi qua, một ngày nọ bất ngờ bà lão bảo cái cô con gái khác nha:
bữa nay con đem cơm đến hộ thất cho thầy. Khi ông thầy, ông mở cửa ra, ông nhận phần ăn, con nhào tới con ôm ông đại coi ông phản ứng ra sao. Thì lần thứ hai này cô gái nhào tới ôm thầy, thầy mới trả lời một câu như sau: việc này tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết nha. Tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Cái chữ biết này có nghĩa là gì? Các vị có hiểu không? Biết là mình sáng tỏ, nhìn thấu, hiểu rõ, biết rõ mình là ai. Và khi chúng ta tiếp xúc với đối tượng đó, như cô đó, cô tiếp xúc với thầy, thì cổ biết rõ cổ là ai. Còn vị thầy này biết rõ mình là ai là được rồi. Còn ở ngoài người ta có thị phi, người ta có nói mình như thế nào, giả dụ như người ta tán dương mình là một vị Phật sống, một vị Bồ Tát tu hành mẫu mực, nhưng đâu phải do những lời tán dương ca ngợi đó mà khiến cho chúng ta hạnh phúc, giải thoát, siêu thăng, phải không các vị? Và giả như người ta có dùng những lời thị phi, quỷ báng, chỉ trích, nói xấu, thì đâu phải những lời chỉ trích, nói xấu, nhục mạ đó mà khiến cho chúng ta sa đọa, trầm luân đau khổ. Chính do những hành vi tạo tác của mình đây mới quyết định được sự siêu thăng hay sa đọa, hạnh phúc hay đau khổ, do chính mình chứ không phải do người khác đâu. Đúng không các vị? Cho nên làm bất cứ một việc gì, quý vị tự biết rõ, ta vẫn là ta giữa thế gian, khen chê hư ảo có chi màng. Một niệm xoay vào trong tự tánh, chân như bình lặng thể hằng an đó các vị ơi. Quý vị làm bất cứ một việc gì, quý vị biết rõ được cái giá trị việc làm của mình, lợi ích cho mình, lợi ích cho người trong hiện tại và cả tương lai, đó là thiện lành, cái tích cực mà làm, dù cho người ta có nói chỉ trích thị phi không sao cả. Còn những hành động, những lời nói, những suy nghĩ nào mà nó làm đau khổ, nó làm tổn hại cho mình, cho người trong hiện tại và cả tương lai, đó là điều xấu ác, đừng làm, đừng nói, được không các vị? Quý vị cứ thực hành đúng theo lời Phật dạy, hiểu biết, học Phật, nghe Pháp. Quý vị hiểu được chánh Pháp thì hành theo chánh Pháp, là quý vị chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau và xây dựng một đời sống an lạc hạnh phúc ngay trong tại đời này, chứ không phải sau khi chết đâu các vị ơi. Hãy hiểu rõ được điều đó. Trước đây mình thiếu sự hiểu biết, hoàn cảnh sự việc gì xảy ra với chúng ta không vừa ý, không vừa lòng hay đổ thừa, phải không các vị? Tại hoàn cảnh nó bắt buộc tôi như vậy, chứ tôi không muốn vậy đâu các vị ơi. Tại cái người đó chơi xấu tôi mới làm vậy đó. Tại người kia họ nói xấu tôi, cho nên bây giờ bắt buộc tôi phải nói xấu họ. Họ phá hoại tôi, cho nên nếu tôi không chống trả lại là tôi ngu sao? Thì con xin tặng quý vị một lời khuyên sau đây. Trong cuộc đời của chúng ta là những người học Phật, hiểu được Phật Pháp, thực hành theo lời Phật dạy, sống một đời tỉnh thức giác ngộ, tin hiểu đúng đắn về nhân về quả, thì con xin nguyện rằng đối với tất cả mọi người con sẽ là người chịu thua, nhưng đối với bản thân con phải là người thắng bản thân mình, được không các vị? Thua thiệt là công đức, là phước đức đó các vị ơi. Đừng nghĩ rằng người ta chơi xấu mình nhẫn nại, mình không đánh trả lại họ thì đó là mình ngu, đó là mình thua thiệt. Không có thua thiệt đâu các vị. Người ta chơi xấu mình chơi đẹp lại. Điều đó để nói lên rằng mình là người có hiểu biết về nhân, về quả, đúng không các vị? Có nói thí dụ, trước đây mình gặp một người chuyên gia, họ phá hoại mình, họ nói xấu mình, họ làm cho mình nhiều khi bị tổn thương rất là nhiều. Lúc đó mình chưa hiểu Phật Pháp, mình buồn, mình giận, mình nói tôi sống, tôi để dạ, chết tôi mang theo. Bây giờ học hiểu được lời Phật dạy rồi, cái gì nó cũng có nhân quả hết à các vị ơi. Chứ không phải ngẫu nhiên, không phải tự nhiên đâu.
Tại sao giữa một biển người mênh mông bao la mà người ta không phá hoại ai, mà người ta cứ đi phá hoại mình? Người ta không gieo rắc nỗi khổ niềm đau cho ai mà đem đến sự phiền muộn cho mình hoài, bởi vì mình với họ có quan khiên túc trái, đúng không các vị? Hiểu được điều đó rồi thì gặp những cảnh duyên trái nghịch, điều trước tiên quý vị dùng trí mà quán về mặt nhân quả, xem như chúng ta trả nghiệp đi các vị ơi. Đó là điều đầu tiên để mình chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau, những điều không vừa ý trong cuộc sống này bằng cách quán về mặt nhân quả, được không các vị? Xem như mình trả nợ, trả nghiệp vậy đó. Rồi phương cách thứ hai là cũng bằng trí tuệ, hiểu biết về mặt nhân duyên, nhân quả, hiểu được vô thường, vô ngã, cái quy luật của đời người. Ai trong chúng ta rồi cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết thôi các vị. Sinh lão bệnh tử là quy luật của một đời người. Và mọi sự vật hiện tượng trên thế gian này đều nằm trong quy luật vô thường, không có cái gì tồn tại vĩnh cửu đâu các vị. Cho nên mới ngày nào mình ở trong một biệt thự nguy nga, kẻ hầu người hạ, ăn ngon mặc đẹp, lên xe xuống ngựa, mà bây giờ đụng cái làm ăn thất bại trắng tay, cũng nở một nụ cười, được không các vị? Cười là vì sao? Vô thường mà. Vì mình biết rõ vô thường mà. Không ai giàu ba họ và cũng không ai khó ba đời. Chúng ta biết rõ mọi sự vật hiện tượng trên thế gian này đều nằm trong quy luật vô thường. Như lời giới thiệu đầu tiên của thầy đó, thầy nói hôm nay là ngày thứ 6 của khóa tu Phật Thất lần thứ 102 tại đạo tràng chùa Hoằng Pháp. Còn một ngày nữa thôi chúng ta sẽ chia tay, tức là có họp phải có tan, đúng không các vị? Cũng giống như chúng ta có sinh là phải có tử, đó là quy luật của một đời người. Muốn sống mãi không chết, đó là điều không thể được. Muốn trẻ mãi không già, đó là điều không thể được. Muốn mạnh khỏe hoài mà không đau không bệnh, đó là điều không thể được. Vì sao? Quy luật của đời người, chúng sinh rồi phải bị già, không ai thoát khỏi lúc qua canh tàn. Chúng sinh bệnh tật đa mang, ít ai sống được bình an mạnh lành. Chúng sinh cái chết sẵn dành, không ai thoát khỏi tử sanh đến kỳ. Chúng sinh rồi phải biệt ly, bỏ lại tất cả chỉ ra đi một mình. Mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng theo hình, chẳng có tha, đúng không các vị? Hiểu như vậy rồi thôi buồn giận quán trách chi, đời vô thường mà các vị. Và hiểu rõ được quy luật nhân quả rồi, cái gì cũng có nhân duyên quả báo, hãy để nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa xét xử rất công bằng. Không vì người ta chơi xấu mình, không vì người ta hãm hại mình mà chúng ta oán giận trả thù. Điều này đó là điều mà người Phật tử chúng ta cần phải biết để nên tránh, được không các vị? Và tu giỏi hơn nữa thì không phải để trả nghiệp không, trả nợ đời trước không, mà tu giỏi hơn nữa xin cảm ơn các vị. Tại sao cảm ơn vậy? Các vị đã hiện thân là vị Bồ Tát để mài dũa, để rèn luyện tôi, để cho tôi bỏ bớt đi cái sự chấp ngã. Nguồn gốc nguyên nhân của những nỗi khổ niềm đau là do sự chấp ngã mà ra đó các vị ơi. Quý vị tu mà chỉ quý vị bào mòn cái ngã cho nó mòn, mòn riết cho đến khi nào vô ngã thì niết bàn xuất hiện có mặt thôi. Nhưng mà bây giờ mình còn chấp ngã nhiều lắm, nhờ họ bào, họ gọt, họ mài, họ dũa đó. Cho nên quý vị có nghe câu nói của người xưa không? Trời muốn giao phó cho ai một cái trọng trách lớn lao gì thì trước tiên làm nhọc nhằn vị đó, để mài dũa, để rèn luyện cho vị này có đầy đủ bản lãnh thì mới giao phó một trọng trách lớn lao. Đúng vậy không các vị? Và vô ma khảo bất thành Phật đạo. Nếu mà không có sự khảo đảo của ma, không thành Phật được đâu các vị. Sở dĩ Đức Thế Tôn của chúng ta được tôn xưng là Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ, là Thầy của trời người, là Cha Lành của bốn loài, bởi vì Ngài làm được những điều
mà thế gian khó làm. Ngài nhận được những điều mà thế gian khó nhận đó các vị ơi. Cho nên quý Phật tử không thể nào bắt buộc người ta chiều theo ý mình, cũng như quý Phật tử đây cũng không thể nào bắt buộc hoàn cảnh con người làm vừa lòng mình được. Chỉ có một cái, tự mình biết tùy thuận đối với các cảnh duyên, nhưng đừng để cho các cảnh duyên làm chướng ngại, thì niết bàn cực lạc có đâu xa, phải không các vị? Nhưng mà làm thế nào để chúng ta có thể tự tại đón nhận tất cả những cảnh duyên đến với mình mà lòng mình vẫn an nhiên tự tại? Quý vị phải có tu. Vì vậy mà một tuần lễ quý Phật tử vào chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu Phật Thất để làm gì? Thúc liễm ba nghiệp thân khẩu ý của mình, và được sự hướng dẫn của chư Tôn Đức nơi đây để giúp cho quý vị có những thời gian ngồi lại, nhìn lại mình, kiểm điểm lại mình, và biết luyện tâm mình bằng phương cách nhiếp tâm niệm Phật. Có đúng vậy không các vị? Đức Phật dạy chúng ta như sau: trong các pháp, tâm đứng đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu với tâm ý của chúng ta nhiễm ô, nói năng hay hành động, thì khổ não sẽ theo ta như xe lăn theo dấu chân con vật kéo. Đây là lời của Phật dạy được trích dẫn trong kinh Pháp Cú câu số 1. Câu số 2 Phật dạy như sau: trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm ý thanh tịnh, nói năng hay hành động, thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Đúng không các vị? Bởi vì trong ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, chúng ta tạo nghiệp nó dựa trên ba cơ sở thân khẩu ý, thì tâm ý của chúng ta là cái chủ động đó các vị ơi. Vậy thì quý vị đã nhiếp tâm của mình thanh tịnh được chưa? Đức Phật dạy trong Tam Tạng Giáo Điển mà quý vị Phật tử có đủ duyên nghe học và đi hết đạo tràng này đi đến pháp hội kia để nghe học chánh pháp, thì được chư Tôn Đức Tăng Ni đem lời vàng của Đức Thế Tôn chỉ dạy trong Tam Tạng Thánh Điển truyền đạt lại cho mình. Nếu quý vị nắm vững cái căn bản của sự tu hành đúng theo Phật Pháp, có ba điều thôi các vị ơi. Nhớ ba điều này nha. Mọi hoàn cảnh không làm bất thiện, dầu khó khăn phát triển hạnh lành, gìn tâm giữ ý tịnh thanh, là lời Phật dạy đành rành xưa nay đó các vị ơi. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Đây được gọi là căn bản của Phật Pháp. Quý vị nắm vững đây mà hành trì, những điều nào xấu ác vừa khởi lên, ta biết đây là điều xấu ác rồi, bởi vì nó sẽ tổn hại cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai. Đừng nói, đừng làm nha các vị. Còn những cái suy nghĩ nào khởi lên thiện, lành, lợi ích cho mình, đem lại hạnh phúc, an vui cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai, đó là điều thiện, điều lành, điều tốt. Dù khó khăn vẫn phát triển những hạnh lành, được không các vị? Và hàng ngày có sự tu tập, cho nên quý Phật tử luyện tâm các vị ơi. Giống như vàng ở nơi quặng mỏ chưa có giá trị đâu, nhưng mà phải trải qua gạn lọc xong rồi thì mới trở thành giá trị. Nước đó các vị, nếu mà quý vị muốn có nước trong để xài thì không thể nào bỏ nước đục được đâu. Những năm tháng trước đây ở vùng quê con sinh sống thì con đã ngộ ra được cái đạo lý này. Vào khoảng tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 âm lịch thì nước nó bị đục đỏ ngầu hết trơn à. Người ta gọi là nước quay, nước đổ về đó, đỏ ngầu à. Cái con mới vừa về quê, lúc đó con còn nhỏ, về quê xuất gia tu. Cái con nói nước về sao mà sử dụng xài được cũng được đâu. Nhưng mà không xài nước đó, thời điểm đó đâu có nước mông tên gì đâu. Không xài lấy gì xài. Con vẫn thấy người ở dưới quê, nước đục ngầu họ vẫn xách, họ đổ vào lu. Và muốn cho nước nó trong thì họ lấy cái cục phèn họ lóng. Thì mình cũng vậy. Không có tìm cầu cái bồ đề, cái giải thoát
ngoài cái phiền não sinh tử này đâu các vị ơi. Chúng ta nên nhớ nha, phiền não chúng ta biết tu chuyển hóa thành bồ đề, trong nỗi khổ niềm đau chúng ta biết tu tập thì sẽ chuyển hóa khổ đau và có được hạnh phúc an lạc, phải không các vị? Quan trọng ở chỗ là quý vị có biết luyện tâm hay không, có biết thanh lọc tâm mình hay không. Hằng ngày cái tâm của chúng ta nó giống như khỉ vượn vậy đó, ngồi đây mà nó không có yên đâu nha. Nó nhảy nhót, nó nhớ cái này, nó nghĩ cái kia. Có khi nó nhớ về quá khứ, những cái chuyện xa xưa qua rồi. Ta gọi là quá khứ là cái đã qua đi. Vậy mà chúng ta ngồi đây mà nhớ chuyện năm thìn, nước lục, năm sữa, năm xưa. Rồi cái có khi cười mình, có khi khóc nữa nha. Rồi nếu mà không nhớ về quá khứ để buồn thương, để tiếc nuối, thì có lúc chúng ta lại hướng về tương lai là cái chưa tới đó, chưa đến, mà mơ ước hảo quyền luôn các vị ơi. Ngồi đây mà tưởng mình trúng số độc đắc nha, mua chiếc xe mới, lái chiếc xe mới, đi đến chùa Hoằng Pháp, bóp kèn tin tin cho mọi người để ý đến. Cũng giống như câu chuyện sau đây, có một anh chàng nọ chuyên gia khoe của nghe các vị. Bữa hôm đó mua được một đôi giày rất đẹp và được người bán hàng họ tuyên bố đôi giày này là độc nhất vô nhị, không có ai có được đôi giày thứ hai đâu, chỉ có một mình anh mới có đủ phước mới mua được đôi giày này, và đây là cái model mới đó nha, không có ai có được. Anh ta nghe nói vậy cái mang đôi giày đi vào cái chỗ đông người, nhưng mà rủi thai không ai để ý hết. Không ai để ý, bây giờ anh ta phải làm sao để cho mọi người người ta để ý. Tự nhiên đang ngồi xem kịch vậy đó, cái anh ta bước lên trên sân khấu nói: ông bước xuống không? Ông bước xuống tôi đá ông một đá à nha. Nói xong cái anh ta đưa cái chân đá lên cái cho mọi người thấy đôi giày đẹp khoe của kiểu đó đó. Rồi cái bước lên hăm he nói người ta như vậy, người ta mới lôi ra. Ta mới lôi ra người ta nói: ông này ông không bình thường rồi. Tự nhiên cái đòi lên đá người ta là sao? Nhưng mà không có cách nào để khoe của hết, mới dơ cái đôi chân lên đòi đá người ta để khoe cái đôi giày đẹp. Rồi ở dưới lại có thêm một cái ông bệnh hoạn nữa. Là ông này, ông mới vừa mua được cái sợi dây nịt mới toan luôn. Mà cái sợi dây nịt này là cũng là cái loại da xịn, da tốt nha. Cái ông bước lên, ông nói: ông có bước xuống không? Ông không bước xuống tôi lấy sợi dây nịt tôi quýnh ông à nha. Cái rút cái sợi dây nịt ra nhá vậy nè, cho người ta thấy sợi dây nịt đẹp. Chúng ta nghe những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống đời thường, người ta ngụ ngôn nói như vậy, ý nói rằng chúng ta có những lúc mê lầm vọng chấp, rồi cứ nghĩ rằng chấp vào cái tôi, cái ta và cái ngã sở hữu, tức là cái của tôi, cái của ta. Nhưng mà đâu biết rằng tất cả đều nằm trong quy luật vô thường hết là các vị. Có khi mới ngày nào nhà cao cửa rộng nệm ấm chăn êm, đùng một cái tán gia bại sản mà còn đổ nợ đổ nần, thì chúng ta biết được vô thường mà nở một nụ cười. Tiền của tài sản nó thuộc về năm nhà, nó không bền chắc được đâu các vị ơi. Có khi nhà cao cửa rộng như vậy đó, nhà rộng không bằng cái tâm rộng, đúng không các vị? Tiền bạc nhiều, giàu có đó mà không có giàu được tấm lòng của mình thì cái người đó cũng không có xài vô đâu các vị ơi. Cho nên nhà rộng không bằng tâm rộng, tiền bạc nhiều không bằng cái tâm rộng lớn bao dung. Do đó quý Phật tử hiểu được điều này rồi thì ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta ở đâu thì chúng ta cũng tạo được một cái niềm vui hạnh phúc cho mình và cho những người chung quanh. Thiếu hiểu biết, mê lầm vọng chấp cái gây đau khổ cho mình và cho tất cả. Có nhiều Phật tử hỏi như sao: cô ơi, con học Phật, hiểu được lời Phật dạy về nhân quả, tội phước đó, biết tránh xa những điều xấu ác, biết làm những việc lành và nhìn thấu hiểu rõ được sự vô thường, vô ngã, quyển hóa của các pháp hữu vi, thân này còn không thật có, huống chi là chồng, là con, là tài sản, là vật chất. Thế nhưng con không đủ dũng khí để buông xuống, không dũng khí để buông được. Vì sao mình buông không được? Nhìn không thấu thì làm sao buông được đây các vị?
Nếu mà mình nhìn thấu rồi thì buông được liền. Cho nên lão hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không ngài có dạy: nhìn thấu buông xuống rồi mới tự tại tùy duyên lão thật niệm Phật, phải không các vị? Nhìn mà không có thấu, buông không có rồi, bỏ không xong các vị ơi. Chỉ cần chúng ta có được trí tuệ, nhận thức, hiểu rõ, nhìn thấu rõ hết. Thấu rõ được điều gì? Chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh, của cuộc đời. Có cái gì là bền chắc là thật đâu các vị. Mình nói cái thân này là thật, thật ra mình vay mượn từ nơi đất nước gió lửa đó các vị ơi. Trước sau sớm muộn gì cái thân này cũng trả về đất nước gió lửa mà thôi. Cho nên người học Phật tu Phật rồi mà quý vị không biết chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau khi đối diện trước những sự vô thường biến động, sanh diệt xảy ra trong cuộc đời của mình mà không nhận thức hiểu rõ đau khổ dài dài, phải không các vị? Nhưng mà học hiểu được Phật Pháp rồi, cái gì nó đến nó đi à, không có gì trường tồn. Cái thân này còn không giữ được thì mình giữ được cái gì đây? Cho nên khi cảnh duyên đến, ta vui vẻ nở một nụ cười đón tiếp. Và xin nói một câu như sau: nếu như gặp hoàn cảnh nào vừa ý vừa lòng đến với mình, vui mà hưởng nhưng không đắm nhiễm, được không các vị? Nhưng mà gặp cảnh duyên nào không vừa ý, không vừa lòng cũng vui mà trả mà không oán hận, được không các vị? Vì chúng ta nhìn không thấu, hiểu không rõ về quy luật vô thường, vô ngã, không thật đó, cho nên mình buông không rồi, bỏ không xong đâu các vị ơi. Miệng mình nói ôi đời giả tạm vô thường mà có gì bền chắc, bỏ qua đi mấy bà ơi. Hơn thua đấu đá nhau có lợi ích gì đâu, hôm nay còn đó ngày mai mất rồi. Nhưng mà đó là cái việc của người ta, mình sáng lắm, mình nói vậy. Nhưng mà đến cái việc của mình thì mình quán, mình không thấy được vậy, phải không các vị? Lúc này khi gặp cảnh duyên trái nghịch, ta gọi là nghịch cảnh đến với mình, mình có bằng lòng mạnh dạn dũng cảm để buông xả hay không? Buông xả có nghĩa là tha thứ, bỏ qua cho người, có làm được hay không các vị? Đối với người ta thì mình nói bỏ qua đi mấy bà ơi, đời sống nay chết mai mà, có ai sống hoài, sống mãi trên thế gian, hơn thua tranh đua để làm gì? Thôi lo tu hành đi mấy bà ơi. Nhưng mà đến bản thân mình á, thì mình đùng đùng, mình không có làm chủ được mình. Bởi vì mình thiếu cái năng lực tu hành, thiếu cái năng lực tự chủ các vị ơi. Do đó quý Phật tử cần phải dành thời gian để huấn luyện tâm mình và phải soi rọi kiểm điểm lại mình trong từng giờ, từng phút, từng giây. Có một câu nói xin ban tặng cho các vị làm món quà. Đó là gì? Học Phật sửa mình chứ không phải học Phật sửa lưng người ta, nghe các vị. Học Phật để lấy Phật làm gương, để soi rọi lại mình, sửa lại mình. Hiểu được lời Phật dạy rồi lấy đó làm ngọn đuốc hay là làm tấm gương để mình soi sáng lại chính mình, chứ không phải học Phật để sửa lưng người ta. Đi đến đâu cũng sửa người ta, chỉ lỗi người này, nói lỗi của người kia, không phải vậy. Mà học Phật để sửa mình, nhìn lại mình, kiểm điểm lại mình đi các vị ơi. Có một giai thoại trong nhà thiền. Khi xưa lúc Lục Tổ Huệ Năng ngài ra để ngài hoằng hóa độ sinh, thì có một chú Sa Di tên gọi là Thần Hội đi đến gặp Lục Tổ Huệ Năng và hỏi: Bạch Tổ, lúc ngài ngồi thiền ngài có thấy hay không thấy? Và nếu ngài có thấy thì ngài thấy cái gì, và không thấy là không thấy cái gì? Lúc đó Lục Tổ Huệ Năng đang cầm cái cây quất vào người của Sa Di Thần Hội một cái, hỏi: ta đánh ông có đau hay không đau? Sa Di Thần Hội trả lời rằng: có đau mà cũng không có đau. Đem cái lý thiền ra mà nói nha, đau mà cũng không đau. Lục Tổ Huệ Năng ngài mới nói: nếu ta đánh ông mà ông nói là ông có đau thì ông có khác gì phàm phu, bởi vì ông còn cái tâm vọng chấp. Còn nếu ta đánh ông nói ông không đau thì ông có khác gì loài vô tri vô giác, cây đá mới không biết đau, con người ta sao không biết đau, phải không các gì? Nếu ông đã ngộ được rồi thì cùng ta sánh vai với nhau, nhưng chưa được tỏ sáng thì hãy cúi đầu mà nghe ta nói pháp đây.
Rồi lúc đó Lục Tổ Huệ Năng Ngài mới trả lời. Ngài nói: ta ngồi thiền ta có thấy mà cũng không thấy. Sa Di Thần hỏi nói: thì con cũng vậy. Ngài đánh con nói con đau mà cũng không đau, thì cũng giống như Ngài. Ngài ngồi thiền, Ngài nói Ngài có thấy và cũng không thấy. Lục Tổ Huệ Năng mới giải thích: ta có thấy là thấy cái gì? Thấy được những lỗi lầm khuyết điểm của mình để sửa sai. Nhưng không thấy là không thấy lỗi của thế gian. Cho nên Ngài bảo: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Người chân thật tu đạo không thấy lỗi thế gian đó các vị ơi. Nhưng mà bản thân của chúng ta chưa chân thật tu hành, do đó chúng ta không dành thời gian để soi rọi lại mình, kiểm điểm lại mình, soi gương nhân cách để nhận diện ra những sai quyết của chính mình hầu sửa đổi. Mà chúng ta dành thời gian đó để soi bói, nhìn ngó lỗi lầm của người. Đến khi nhìn lại bản thân mình thì mình giống như một đứa con lai, nửa lai chất Phật, nửa lai ma tà. Khi vui đâu ta tham nhiễm ta bà, lúc buồn ta mới niệm Phật A-di-đà thiết tha. Nhiều khi ta cũng chẳng biết ta, 27 ngày ăn mặn còn 3 thì muối mè. Đi chơi đâu ta mặc áo hoa què, về chùa ở trước Phật thì ấp e lâm hiền. Nửa thì mê cái cảnh chùa chiền, nửa mê đi shop, mê tiền, mê danh. Khi thì cảm thấy hiền lành, lúc thì nổi trận tâm bành dữ ghê. Chân mình còn lắm mê mê, lại cầm bó đuốc mà vê chân người. Đúng không các vị? Nhìn lại mình đi, thấy được mình, cái đó mới gọi là chân thật tu hành đó các vị. Quý vị muốn chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau thì từng giờ, từng phút, từng giây nhìn lại mình, kiểm điểm lại mình, soi rọi lại nội tâm của mình. Vì tâm dẫn đầu, tâm tạo tác, tâm làm chủ đó các vị. Nếu hôm nay quý vị để cho cái tâm tham muốn dục vọng nó đòi hỏi, nó thèm khát, rồi của người ta mình cũng tìm đủ mọi cách thủ đoạn để dơ dét đem về phần mình, đó là tội lỗi, tội ác đó nghe các vị. Và nếu như bây giờ không lấy được những cái mà mình ưa, mình thích, cái mình giận, mình tức, mình đừng nói cái hình tướng của cái tâm sân, có nghĩa là nó bộc lộ qua cái đỏ mặt tía tai hay là lời nói của chúng ta không làm chủ được. Mà có khi sân giận nó biểu hiện, nó ngấm ngầm ở trong cái trạng thái tâm của chúng ta, nó ngấm ngầm mà mình không nhận ra các vị ơi. Câu nói thí dụ nha, khi quý vị đi đến một ngôi chùa nào đó để tham dự khóa tu, quý vị đi vào chùa mà được cái vị thầy trụ trì cũng như ban tổ chức khóa tu ưu ái quan tâm, hỏi cô ơi cô ăn gì chưa, cô có nhận thẻ nhận phòng chưa, dồn dập hỏi thăm lo lắng cho quý vị, quý vị có quan hỷ có vui không? Có không các vị? Nhưng mà ngược lại, mình đi hai người, mình với một cái bà bạn của mình đến, mà thầy cứ dồn dập cái bà này, còn mình không hỏi thăm gì mình. Hỏi thật quý vị có buồn không? Buồn không các vị? Buồn. Có người thì nói không, nhưng mà nói như vậy là tự dối mình thôi. Chứ buồn đó các vị ơi. Buồn mà để trong lòng nha, thôi kệ đi, mình biết tu rồi, thôi kệ đi, bỏ qua đi. Nhưng mà cái mà mình vừa khởi lên mình buồn, mình không vừa ý cái điều đó ha, và mình nói thôi đi, lần này là lần cuối cùng, cái đó là biểu hiện của trạng thái sân đó các vị ơi. Nhưng mà mình nhìn không ra, đúng không các vị? Có lúc mình nói nhiều lần lắm rồi, không phải lần này đâu. Tôi là Phật tử, tôi đi chùa Hoằng Pháp này 20 năm luôn. Vậy mà lần nào đến thầy không bao giờ hỏi tôi đi đến hồi nào, có nhận phòng chưa, có nhận thẻ chưa. Thầy không hỏi tới tôi mà hỏi dồn dập cái bà kia. Thôi quý Phật tử, thầy có hỏi thăm hoặc là thầy không có để ý, rồi không có quan tâm đến để hỏi han mình. Mình đến đây để làm gì, mục đích đến chùa để làm gì, thì quý vị hãy thực hiện đúng cái mục đích đó. Đừng soi bói, đừng tìm tòi, đừng đoán mò, đừng tưởng bậy, để rồi phiền não khổ đau. Được không các vị? Và con xin kể cho quý vị nghe cái đạo lý tiếp khách ngày xưa của Thiền sư Triệu Châu. Lúc mà Triệu Vương, Triệu Châu ở nước Triệu, Triệu Vương mới lâu lâu rảnh rỗi thì thân hành đến nơi chùa
để viếng cảnh chùa, lễ Phật và đàm đạo với Thiền Sư Triệu Châu. Nhưng mà rất nhiều lần khi Triệu Vương đến nơi, Thiền Sư Triệu Châu không có tiếp các vị ơi. Có ở chùa mà không ra tiếp. Nhưng mà Triệu Vương cũng không bao giờ bắt lỗi bắt phải. Thầy bận việc chùa, rảnh thì ra tiếp mình, đủ duyên thì tiếp mình, mà không có duyên thì thôi lễ Phật đi về. Không có phàn nàn, không có buồn bã gì hết. Nhưng mà riêng cái vị quan cận thần đi hầu Triệu Vương ở cái bên, cái nổi nóng lên nha, nhiều lần quá rồi, chứ không phải một lần mình còn bỏ qua, mà nhiều lần quá rồi, lần nào đi đến thì nói là ngài còn ở trong phòng không có ra được, bữa nay mệt không có tiếp khách. Ông tưởng ông là ai? Chỉ là một ông hòa thượng ở trong chùa thôi chứ mắc mớ gì mà phải đưa cái giá trị của mình quá cao như vậy, xem thường đến nỗi vua đi đến chùa mà cũng không tiếp nữa. Ngày mai này mình đến mà mình cứ bắt tội ông đi tiền trảm hậu tấu sao? Nhưng mà ngày mai khi vị quan cận thần này mới đến thì thấy Thiền Sư Triệu Châu ra ngoài cổng đón rồi các vị ơi. Rồi cái ông ta mới ngạc nhiên hỏi hòa thượng ơi, bữa nay hòa thượng đón thượng khách nào vậy? Thiền Sư Triệu Châu mới trả lời, đâu có, bữa nay đâu có đón thượng khách mà đón hạ khách đó. Cái ông ta mới ngạc nhiên hỏi, nhưng mà hòa thượng đón ai? Nói tôi đón ông đó. Vì tôi biết ông hôm nay với cái tâm sân giận bực bội muốn đến lấy đầu tôi, bắt tội tôi chứ gì. Cho nên tôi ra tôi đón ông, để nếu không ông giận lên ông tạo tội tạo nghiệp làm sao. Trong cái đạo lý tiếp khách của nhà thiền, tôi nói cho ông nghe nha, nó có cái đạo lý tiếp khách đó. Khách mình chia ra làm ba hạng khách đi, thượng khách, trung khách, hạ khách. Thượng khách không phải là khách xịn, khách sạp, khách tiền nhiều đâu. Mà thượng khách đây là khách có một cái tâm cao thượng, cần cầu học đạo giải thoát, gọi là thượng khách đó. Thì với cái người có cái tâm cao thượng, học hỏi đạo giải thoát, thì người đó có thể xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần, không có chấp đâu. Không cần ra tiếp, nằm trên giường, dùng cái tâm thanh tịnh, dùng cái bản lai diện mục, tiếp được rồi. Còn đối với trung khách là khách vừa vừa đó, phải mời ra nhà khách tiếp đãi đàng hoàng, nước nôi, tiếp chuyện nha. Nhưng riêng đặc biệt cái hạng hạ khách thì phải ra ngoài cổng đón, hôm nay ta ra đón ông, thì ông biết ông thuộc khách gì rồi. Vì nếu mà đối với cái hạng hạ khách này, với cái tâm hạ liệt đó, chấp mắt, phân biệt, chấp mắt, sân si, phiền não, không ra đón tiếp đàng hoàng đó quậy cho mà coi nè nha. Vậy thì ông biết ông thuộc hạng khách nào chưa? Nghe xong cái vị quan này xuống, quỳ xuống và nói, con biết rồi, con hạ khách. Thôi, từ đây về sau con không muốn làm hạ khách mà muốn làm thượng khách đó các vị ơi. Vậy thì qua câu chuyện đó, quý vị Phật tử muốn làm thượng khách hay hạ khách vậy? Thượng khách nha. Mà khách có cái tâm cao thượng, cần cầu học đạo, đến đây để học đạo, thì đừng nhìn ngó lỗi của người này, soi bói việc của người kia. Đừng vì ai đó không làm vừa lòng mình mà sân si, phiền não, bỏ đạo, thôi tu. Và còn nói rằng, vô chùa mô Phật từ bi, ra đằng sau bếp sân si dãy đầy. Con không đi nữa thưa thầy, về nhà đóng cửa từ rầy lo tu. Đi chùa con thấy lu bu, não phiền chất đóng thì công phu có ích gì. Có không các vị? Có không? Đi chùa mà phiền não chất đóng luôn, nhất là ở dưới nhà bếp nha. Xuống dưới nhà bếp là đủ thứ chuyện hết. Tại vì sao quý vị biết không? Gần quả mà, gần lửa mà. Thì ở dưới nhà bếp chúng ta cần tu nhiều hơn nữa các vị ơi. Giữ chánh niệm khi đi đứng, lúc nằm ngồi. Tại vì trong ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, cái tâm ý của mình là chủ động đó. Nếu tâm ý của chúng ta ô nhiễm nói năng hay hành động thì khổ não sẽ theo ta như bóng không rời hình. Muốn chuyển hóa phiền não khổ đau, ta phải biết cách luyện tâm, nhiếp tâm, được không các vị? Và hỏi thật, quý Phật tử đã huấn luyện tâm mình thuần chưa các vị? Thuần chưa? Chưa. Ráng huấn luyện nha. Ráng huấn luyện giống như người mà huấn luyện con ngựa hay là huấn luyện con trâu vậy đó. Có một cái sư cô nọ, sư cô này đi tu được 3 năm rồi.
Cái Tết sư cô xin về nhà thăm gia đình ăn Tết, 3 ngày Tết với gia đình. Cho sư cô đi về nhà ăn Tết. Về cái bà ngoại của sư cô nói hết biết rồi. Người tu hành gì bây giờ không còn nhớ cội gốc ông bà cha mẹ tổ tiên của mình là ai. Đi tu 3 năm rồi mới về thăm nhà đó hả con? Người tu là lấy đạo đức làm người, làm căn bản, làm người không tròn làm Phật sao được đây. Mà làm người phải nhớ ơn nguồn gốc ông bà tổ tiên cha mẹ, có đâu 3 năm rồi mới đi về thăm gia đình. Ông bà cha mẹ mày chết cũng không hay, mày cũng hay luôn. Cái sư cô mới trả lời, ngoại ơi, con ở chùa bận lắm, ngoại ơi không có rảnh đâu. Bà ngoại của sư cô ngạc nhiên nói, người ta ngoài đời ta buông gánh bán bưng, giải nắng dầm mưa để tạo ra tiền của tài sản nuôi bản thân, giúp đỡ cho gia đình, thì người ta không rảnh phải rồi. Quý thầy, quý cô ở trong chùa làm cái thứ gì mà nói không rảnh vậy? Cái sư cô mới trả lời, ngoại ơi, ở chùa con bận chăn trâu ngoại ơi. Nghe đến đây bà ngoại của sư cô trợn mắt lên, chàng nói ơi, mày đi vô chùa mày chăn trâu hả? Thôi dẹp đi con, không tu nữa đâu con ơi. Ba mẹ bay cho bay ăn học đàng hoàng, tốt nghiệp lấy cái bằng cử nhân, tại sao không chịu chọn cái nghề nào thích hợp với sở trường của mình để nuôi sống bản thân, để giúp đỡ gia đình, để phục vụ xã hội. Tự nhiên chọn cái nghề đi tu chi, vô chùa giờ bắt đi chăn trâu. Con dẹp đi con, khỏi tu đi con ơi. Đi về, về nhà gia đình nuôi cho con. Cái sư cô mới nói, ngoại ơi, đâu phải mình con chăn đâu, cả chùa con mấy trăm cô ai cũng chăn hết đó. Thậm chí ông thầy của con, ông cũng chăn trâu nữa đó nha. Nghe đến đây cái bà ngoại của sư cô càng ngạc nhiên hơn nữa. Ủa, chùa bay nuôi nhiều trâu lắm sao mà người nào cũng phải chăn trâu vậy? Cái sư cô nói, ngoại ơi, không nhiều, không ít, mỗi người chăn con, phải không các chị? Phải không các chị? Chăn trâu có nghĩa là chăn giữ cái tâm của mình mà nó cứ chạy càng, chạy bừa. Nó cứ đâm đầu, nó lủi bậy hoài, kéo gị nó muốn chết luôn các chị ơi. Con hỏi thật quý Phật tử ngồi đây nãy giờ nè, quý vị có chăn trâu không? Có. Không chăn là chạy rồi đó nha, ngồi không có yên đâu. Tâm viên ý mã, tâm của chúng ta giống như khỉ vượng, và ý của chúng ta giống như con ngựa, mà ngựa này nó chứng dữ lắm đó các vị. Phải chăn giữ huấn luyện nó nghe các vị. Cho nên nói học Phật là quý vị phải biết nhìn lại mình, kiểm điểm lại mình và sửa đổi tâm tánh của mình đi các vị ơi. Tuy chúng ta biết rõ rằng tâm chúng ta vốn thanh, vốn tịnh, chúng ta vốn sẵn có cái khả năng Phật tâm, Phật tánh giống như Phật, nhưng cái khả năng đó ở nơi địa vị phàm phu của chúng ta đã bị quá nhiều lớp mây mù của vô minh, của tham sân si phiền não nó che, nó chắn, nó lấp đầy hết rồi. Giống như mây án nguyệt, giống như bụi ố gương. Cho nên bây giờ quý Phật tử dành thời gian ngồi niệm Phật, tụng kinh, sám hối để làm gì vậy? Để cho tâm an tịnh. Và khi tâm tịnh thì trí sáng, phải không các vị? Và khi tâm của chúng ta đã an tịnh, đã bình ổn rồi đó các vị ơi, thì con xin thưa quý vị, ở chỗ nào nó cũng an. Tâm an vạn sự an, tâm bình thế giới bình, đúng không các vị? Nếu mà tâm của chúng ta không bình, nó nổi sóng nổi gió, tham sân si dấy khởi liên tục, thì muốn thế giới hòa bình không có được đâu các vị ơi. Còn tâm của chúng ta nó không an ổn, quý vị đi khắp mọi phương trời, thậm chí vào trong đạo tràng, ngồi trong pháp đường của chùa Hoằng Pháp vẫn chưa an được, đúng không các vị? Nếu tâm mình không an thì giờ mình ngồi đây mình cũng không an được đâu. Do đó quý vị phải có phương cách huấn luyện tâm mình. Và cách huấn luyện đó Đức Phật chỉ dạy cho ta. Phương cách, nếu viên tâm thì chúng ta dùng cái gì? Định tâm để chuyển hóa nó. Tâm giống như khỉ vượng, bây giờ mình buộc lại trong câu hồng danh A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ấn Quang Đại Sư nói, niệm Phật thì mới hồng tiêu túc nghiệp, niệm lâu dài tự chuyển hóa phàm tâm thôi các vị ơi. Cứ niệm Phật nha. Ai có nói cái bà đó mà bà tu gì, bà Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó, chút xíu bà ra bà chửi tắt bếp luôn. Thì các vị
ta nói gì nói, mình cứ niệm Phật đi. Và mình nói lại như thế này: thôi các vị ơi, thông cảm cho tôi, bởi vì tôi còn phàm phu đang tập tu thôi, chứ tôi không phải là thánh, tôi cũng còn gọi là phàm. Do đó tham sân si phiền não vẫn còn, nhưng học Phật, tu Phật phải biết chuyển hóa sửa đổi bản thân của mình. Nếu mà không chuyển hóa bản thân của mình mà cầu Phật ở bên ngoài thì gọi là ngoại đạo đó các vị. Tại sao vậy? Người cầu đạo, cầu Phật ở bên ngoài thì gọi là ngoại đạo. Cho nên ngày xưa có một vị nọ đi đến tham vấn nơi ngài Đạo An Pháp Sư đời nhà Tấn. Khi đi đến cầu pháp nơi ngài, người này mới hứa rằng: bạch hòa thượng, con lặn lội đường xá xa xôi hơn 1000 dặm đến đây để cầu Phật khỏi đạo, xin ngài từ bi chỉ giáo. Đạo An Pháp Sư ngài trả lời một câu như sau: nếu ông vượt dặm đường xá xa xôi 1000 dặm đến đây để cầu Phật thì tức tâm là Phật, để muốn hỏi đạo thì vô tâm đó là đạo. Ngoài tâm không có Phật để cầu, ngoài tâm không có đạo để hỏi đâu các vị ơi. Cho nên quay lại tu tâm sửa tánh của mình đi. Ta nói tu là tu tâm, nhưng mà tâm của chúng ta nó thiên hình dạng trạng, có đúng vậy không các vị? Tuy nó vô hình vô tướng vậy đó, nhưng mà nó nhạy bén lắm các vị ơi. Ngồi đây mà có thể đi siêu thị được đó, đúng không các vị? Ngồi đây mà có thể dạo về nhà mình thăm con thăm cháu rồi đó. Vậy thì quý vị huấn luyện tâm của mình được an ổn chưa? Thuần chưa các vị? Có khi nó ở trong đây thì thấy nó đã thuần rồi nha, tốt rồi nha, thả ra ngoài đụng đông đụng tây, có đúng vậy không các vị? Có một vị cư sĩ đi đến ngài Đại Huệ Tông Cảo thiền sư, mới nói: con 20 năm rồi con sống đời cư sĩ, nhưng mà cư trần bất nhiễm trần, con sống biết tiết chế dục vọng, an bần thủ đạo, thức khuya dậy sớm, công phu công quả. Con thấy bây giờ con đã luyện tâm luyện tánh, tâm con đã thuần rồi, tánh của con nó đã ổn rồi, do đó con xin ngài cho con được xuất gia. Trước đây không dám xuất gia bởi vì thấy cái tâm tánh của mình nó còn lung tung quá, bây giờ cảm thấy ổn rồi, xin ngài cho con được xuất gia. Thiền sư Đại Huệ Tông Cảo mới hỏi: gì chứ xuất gia khó lắm mà nha, không phải việc quan văn quan võ có thể làm được đâu, mà đây là việc làm của một bậc đại trượng phu đó. Mà đại trượng phu là phải có dũng tâm nha, cái tâm mạnh mẽ, cầm lên được cái gì buông xuống được cái đó. Ông có thể thức khuya dậy sớm được không? Cái vị cư sĩ này nói: hòa thượng khỏi lo, ở nhà 3 giờ khuya con thức, 10 giờ đêm mới ngủ đó. Cái thiền sư Đại Huệ Tông Cảo mới nói: cái gì 3 giờ khuya ông thức rồi hả, 10 giờ đêm mới ngủ hả? Bộ ông không sợ vợ ông đi ngoại tình với người ta hả? Vừa nghe câu nói đó, cái vị cư sĩ này đứng dậy phủi áo một cái rột và quay lại nói: đồ vô duyên. Nói vậy nha, tôi tập tu ở nhà, tôi thức khuya dậy sớm, tôi công phu, tôi niệm Phật, vợ tôi đi ngoại tình hồi nào mà hòa thượng nói vậy, vô duyên. Nói vậy cái thiền sư Đại Huệ Tông Cảo mới cười và nói: chỉ cần một cái phẩy, lửa sân đã phừng phừng, không cạo gọt trong tâm, cạo tóc có ích gì. Chỉ có thử con câu đó mà lã lửa sân đã phừng phừng rồi. Vậy mà ông nói cái tâm ổng đã thuần rồi đó nha. Tâm ổng đã thuần rồi à, trơ trơ à. Nhưng mà chỉ nói có một câu là vợ ổng ngoại tình là ổng đứng dậy ổng sân lên rồi. Thì không cạo gọt trong tâm, cạo tóc có ích gì. Cạo tóc 1 phút 30 giây. Con nói thiệt, ở chùa của tụi con trên 300 cô, không cần 1 phút 30 giây, 30 giây là nhiều rồi đó nha. Đẩy cái rẹt, cái rẹt, cái rẹt, chừng 10 cái là sạch cái đầu rồi, chưa đầy 30 giây nữa. Nhưng mà cạo gọt trong tâm của mình, cạo cả đời chưa sạch, đúng không các vị? Cho nên quý vị tu tập, thực tập theo lời Phật dạy đó, điều đầu tiên quý vị phải có trí tuệ, nhìn thấu hiểu rõ. Nhìn thấu hiểu rõ điều gì? Chân tướng sự thật. Nếu mà quý vị không thấy được cái sự thật của cuộc đời này, mình dễ lầm và dễ bị gạt lắm các vị ơi. Vô thường mà mình cho nó là thường còn, cho nên mình tham đắm, nắm giữ nó, muốn giữ nó hoài, không có được đâu, nó vô thường lắm.
Đâu quý vị giơ tay thử, nắm lấy một làn hương, một làn sương, một làn khói thử coi, nắm có được. Cái thân mạng này mình nói là tôi là ta, vậy mà nó mong manh tạm bợ, dễ vỡ chấm tan. Cho nên quý Phật tử khắc vào trong trán của mình ba chữ nha: hàng dễ bể. In vào trong tim của mình ba chữ: đồ dễ vỡ, hàng dễ bể. Được không các vị? Cái thân này là cái đồ dễ bể, là cái hàng dễ vỡ. Cái thân như tắt bóng chiều, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi. Nó giống như bọt nước vậy đó. Đừng đụng tới nó nghe, đụng biết liền. Cái buổi sáng con lên trên trai đường á, con chia sẻ Phật Pháp với quý cô ở trong chùa Hương Thiền. Sáng nào cũng vậy. Mới vừa ngồi đi đến thì tỉnh bơ, ngồi nói chuyện với quý cô xong, xong thời Pháp đứng dậy làm cái rắc, rồi cái hồi hướng đàng hoàng nha. Hồi hướng xong rồi quý mình đệ xuống đi, kêu người khiêng mình xuống. Tại vì mới vừa đó mình làm cái rắc rồi. Cái con nói hàng dễ bể, đồ dễ vỡ vậy đó quý cô ơi. Thiệt, nếu mà quý Phật tử thấy rõ được cái điều này là quý vị tự tại ngồi trên pháp tòa của Như Lai, không có cái gì chướng ngại, thấy rõ vạn pháp duyên sinh vô ngã, không thật. Được không các vị? Mà trong kinh Pháp Hoa nói quý Phật tử phải làm sao, tu tập làm sao để ngồi trên tòa của Như Lai. Tòa của Như Lai là có trí tuệ quán thấy vạn pháp giai không nha các vị. Và quý vị tu tập sao mà quý Phật tử vào được nhà của Như Lai đi các vị ơi. Vào nhà Như Lai nghĩa là sao vậy? Tâm từ bi, yêu thương tất cả, yêu thương mà bỏ qua tất cả lỗi lầm cho người. Vì sao ta có thể mở rộng tấm lòng để mở rộng trái tim, phát triển tình thương ban tặng cho mọi người vậy? Bởi vì ta biết rõ rằng ta cùng với tất cả chúng sanh đồng một thể mà thôi. Đúng không các vị? Phật tuyên bố Ngài là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Mình với tất cả chúng sanh đồng một thể thôi các vị ơi, không có khác gì nhau đâu. Và tất cả chúng sanh đều là cha mẹ trong nhiều đời, nhiều kiếp của mình. Nhưng do gì thay thân đổi kiếp, mình không nhìn nhận ra nhau. Do đó, chúng ta đối với tất cả chúng sinh nào mà còn mê lầm, vọng chấp, tạo tội, tạo nghiệp, mình thương nhiều hơn là mình giận các vị ơi. Vì mình diễm phúc tiếp cận với Tam Bảo, được nghe học Phật Pháp, có được cái hiểu biết đúng đắn về lời Phật dạy, cho nên mình biết rõ nhân quả tội phước, dứt các điều ác, làm các việc lành. Con hỏi thật, bây giờ ai kề dao vô cổ của mình nói, kêu mình đi trộm cướp giết người, quý vị làm không? Không. Tại sao vậy? Tội, phải không các vị? Và người tu của chúng ta sợ tội, làm cái gì mình sợ tội ở đây? Có nghĩa là sợ nhân quả báo ứng. Mình là người gieo nhân, mình là người gặt hái kết quả. Phàm làm việc gì nghĩ đến hậu quả, mình là người gặt hái, không dám làm những điều sai trái đâu các vị. Nhưng mà người bất giác vô minh, người ta đâu có biết nhân quả tội phước là gì đâu. Cho nên họ cứ bất chấp, miễn làm sao thỏa mãn lòng tham muốn dục vọng đê hèn của họ là được rồi. Đâu biết cái đó là thiện, là ác, là tội, là phước gì đâu. Còn nếu mà không vừa lòng, không đạt thành sở nguyện, không đạt thành như ý, thì sân si, phiền não, oán thù, có đúng vậy không các vị? Nhưng mà diễm phúc thay cho chúng ta là chúng ta được tiếp cận với Tam Bảo, được nghe học chánh pháp, được hiểu biết về nhân quả tội phước. Cho nên ai đối với ta như thế nào, ta tin vào nhân quả, không vì cái xấu ác của họ mà mình mất đi một đời sống giá trị đạo đức, để rồi tạo nghiệp xấu ác cùng rủ nhau vào dòng luân hồi sanh tử hệ lụy mà thôi. Đúng không các vị? Do đó chỉ cần quý vị có trí tuệ, hiểu biết, phá si, học hiểu chánh pháp, tin sâu nhân quả, biết rõ được chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh, vô thường, vô ngã, quyển hóa, không thật, buông xả hết đi quý vị. Nhìn thấy cuộc đời hôm nay gặp mặt, ngày mai mất rồi. Cho con nói câu này quý vị đừng có sợ nha. Hôm nay chung mặt ngồi tu học, chẳng biết ngày mai vắng mặt nào. Có đúng vậy không các vị? Nói vậy cái quý Phật tử nói thôi đừng trù, đừng rủa nghe. Tôi còn đi về nhà để gặp gia đình nữa nha. Tôi đi 6 ngày rồi, còn ngày mai nữa.
đợi cho ngày mai tôi xong đi, tôi về muốn tính gì tính, chứ đừng nói hôm nay chung mặt ngồi tu học chẳng biết ngày mai vắng mặt nào. Nói vậy là còn xa đó các vị. Đêm nay thử giày dép quý vị bỏ dưới đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô hay không. Dép dưới giường, lên giường vội biệt, có khi leo lên giường ngủ không có cơ hội bước xuống giường mang đôi dép lại. Có đúng vậy không các vị? Nhớ nghĩ đến sự vô thường thôi đi các vị ơi. Trần thế vốn là chỗ tạm nương, giống như quán trọ ở ven đường, mỗi người là khách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chốn viễn phương. Mà kiếp sống phù du chỉ một ngày thì kiếp người cũng vậy, có ai hay. Giấc mộng đêm qua là tỷ phú, nhưng hất giấc giật mình tay trắng tay. Nhà dẫu trăm gian ngủ cũng chỉ một giường, của tiền cất chứa dẫu đầy rương. Một cơn gió ác vô thường đến, thần thức ra về trong vấn vương. Dầu ta quen biết đầy thiên hạ, mấy kẻ quan hoài thắp nén hương. Của tiền vật chất đành bỏ ráo, mình lẻ lôi đi nghiệp dẫn đường đó các vị. Nhắm mắt xuôi tay bỏ lại hết à. Của trần ta cũng trả lại cho trần, nhưng mà bao nhiêu tội lỗi phần mình lãnh riêng. Nhớ điều này nghe các vị. Cho nên ở trong hoàn cảnh nào, dù cho nỗi khổ niềm đau nghịch cảnh chướng duyên, quý Phật tử hiểu được rồi, nhân quả tội phước cái chẳng qua là nhân quả báo ứng thôi. Nếu khi xưa mình có hiếu với mẹ cha thì chắc chắn con của ta cũng có hiếu với ta khác gì. Còn mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Nhìn thấu, hiểu rõ về quy luật vô thường, vô ngã rồi, quý vị tự tại trước các pháp. Và nắm chiếc chìa khóa đó để giải tỏa những nỗi khổ niềm đau, chuyển hóa cuộc đời mình, chuyển hóa tham sân si phiền não, gặp cảnh thuận, không tham dục mê nhiễm. Bởi vì ta biết rõ trần gian là có cõi tạm, có gì mê đâu các vị ơi. Mình chỉ tạm trú ở đây thời gian nha. Có một cái điều mà con người thường hay nói, ôi bi đát nhất đời người, đó là cả một đời mình chắc chiêu dành dụm xây dựng căn nhà, đến khi nhắm mắt xuôi tay chui xuống cái mồ mà nằm. Đúng không các vị? Họ nói đó là điều bi đát. Rồi họ nói nhà cao cửa rộng mà làm chi, rốt cuộc dọn dẹn trong một cái quan tài, trong một cái quách hay là ba tấc đất mà thôi. Nhưng mà bây giờ cũng không còn đất để chôn nữa đâu các vị ơi. Mà một đốm lửa hồng thiêu mất mạng, phải không các vị? Chỉ một đốm lửa hồng thiêu mất mạng, hoặc một nắm đất vàng chôn mất xác. Người biết tu học phải chuyển phàm thành thánh, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển chúng sanh thành Phật, chuyển ta bà thành cực lạc đi các vị ơi. Bằng cách nào? Chuyển hóa bản thân của chúng ta, chuyển đổi cái tâm xấu ác, chuyển đổi cái tâm mê nhiễm đó, tham sân si phiền não chấp trước đó, thành từ bi hỷ xả, được không các vị? Yêu thương và tha thứ thì quý vị ở đâu quý vị cũng vui, không có kết thù kết oán với ai cả. Và lấy tình thương để hóa giải những hận thù đó. Ai họ kết thù kết oán phá hoại chúng ta, kệ họ đi các vị. Các vị vẫn tận tâm yêu thương, giúp đỡ, trợ duyên, đối xử tốt đẹp bằng thiện chí đó sẽ hóa giải tất cả những oán hận thù hằn. Và cuộc đời này chúng ta chỉ kết tịnh duyên, pháp duyên, thiện duyên, bồ đề duyên đối với tất cả chúng sanh, chứ không kết ác duyên bất kỳ một ai, được không các vị? Nhớ nha, lấy tiêu chuẩn từ bi hỷ xả, tức là yêu thương và tha thứ hết. Quý vị thấy nhân loại ngày nay thiên tai nè, dịch bệnh nè, hạn hán nè, chiến tranh nè, xung đột nè, đó là do đâu? Là do gì? Nghiệp của chúng sanh, tập nghiệp của chúng sanh quá nặng đi các vị ơi. Sân giận quán thù cho nên gieo rắc chiến tranh xung đột, rốt cuộc làm khổ đau cho nhau. Cuộc đời này quá nhiều đau khổ, đừng làm đau khổ cho ai nữa cả các vị. Mà tự biết chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống bằng phương cách chuyển tâm, chuyển nghiệp, được không các vị? Ngày xưa mình không biết mình tham sân si phiền não, bây giờ từ bi hỷ xả. Ngày xưa mình không biết mình tạo nghiệp xấu ác, bây giờ không có gieo nghiệp xấu ác đó đâu, đâu có dạy gì. Gieo cái hạt giống nó đắng, nó chua lét,
đâu có ngon lành gì, phải không các vị? Muốn ăn cái quả ngọt thì phải gieo giống ngọt. Con kính nguyện hồng ân tam bảo hằng gia hộ cho toàn thể quý Phật tử được đủ duyên tham dự khóa tu Phật thất ở tại chùa Hoằng Pháp đây, được an trú trong ngôi nhà tam bảo, được sự hướng dẫn tận tình của chư tôn đức trong ban tổ chức, để từng giờ từng phút từng giây quý vị sống trong sự thanh tịnh và an lạc của nội tâm tịch tịnh. Nương nơi cái phước duyên này, không phải chỉ 7 ngày chúng ta sống thanh tịnh an lạc về cái vào địa ngục nha, đừng nghe các vị, mà ở đây cũng là tịnh độ cực lạc, về tới nhà cũng tịnh độ cực lạc luôn, được không các vị? Bằng cách nào chuyển hóa tâm tánh của chúng ta đi các vị? Ngày xưa mình không biết, mình bực bội, mình quạo quọ, mình cao có, mình hay nổi cáo. Bây giờ hoan hỷ, hoan hỷ, đại hoan hỷ, được không các vị? Mà con nói ở đây là quý Phật tử nhớ nha, Tổ Bồ Đề Đạt Ma cái đi khất thực đứng trước nhà nọ, cái trong nhà đó ở trước cửa nhà có nuôi một con sáo. Con sáo này nó biết nói tiếng người. Cái nó gặp tổ đang đứng ôm bình bát khất thực, cái nó nói: bớ sa môn làm sao để ra khỏi cái lòng?" Lúc này Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời: "Ra khỏi lòng, ra khỏi lòng, nhắm mắt lại, duỗi thẳng chân, nín thở đi sẽ ra khỏi cái lòng." Nó nghe xong rồi cái nó nhắm mắt lại, nó duỗi thẳng chân, cái nó nín thở vậy nè. Cái ông chủ nhà ông thấy có bóng dáng người ở trước, cái ông bước ra ông nói: "Sao mà mới nói lẻo lẻo đây mà giờ nằm thẳng gây chừ vậy?" Rồi không thấy nó thở nữa, cái ông nghĩ là nó chết rồi. Ông mở cái lồng ra, ông đặt con sáo trong tay, cái nó chấp cánh nó bay, nó thoát khỏi cái lồng các vị ơi. Cho nên quý vị muốn thoát ra khỏi cái ngục tù của dương thế đó nha, có khi là tự mình giam nhốt mình đó các vị. Không phải là đối phương giam mình đâu, mà có lúc mình tự giam nhốt mình. Giam nhốt mình trong những nỗi khổ, niềm đau, phiền muộn, tham sân, ích kỷ, ghét ganh, tật đố, ngã mạn, cống cao. Bây giờ thoát ra khỏi cái lòng, thoát ra khỏi những nỗi khổ, niềm đau đó bằng cách nào các vị? Nhắm mắt lại, tập mắt nhắm mắt mở, không nhắm hết thì một con nhắm một con mở, được không các vị? Thấy cũng giống như không thấy, cái nào bỏ qua được tha thứ được, bỏ qua tha thứ đi các vị. Chuyện lớn mình làm cho nhỏ, chuyện nhỏ cho quá không đi các vị ơi. Đừng có chuyện bé xé ra to mà dùng con mắt này cứ nhìn, cứ soi bói, nhìn thấy lỗi lầm của người khác, phiền não khổ đau dài dài à. Người tu không phải vậy đâu các vị, mà nhìn lại mình, nhắm mắt để nhìn lại mình nha, kiểm điểm lại mình. Nhưng mà đối với ngoại cảnh, tập nhắm mắt, duỗi thẳng chân, có nghĩa là buông bỏ hai niệm thương ghét hơn thua, ai hơn thua, để họ ở lại cõi ta bà. Ta nhất tâm niệm Phật để ta thưởng hoa miền cực lạc, được không các vị? Rồi nín thở đi các vị. Mạng người chỉ trong hơi thở thôi, và quán niệm mạng người ngắn ngủi trong một hơi thở ra vào. Thấy đó, mất đó thôi, bỏ qua được gì, bỏ qua cho mình nhẹ nhàng. Tha thứ cho người là tha thứ cho chính mình. Thực tập từ bi hỷ xả, đó chính là quý vị đã bước vào nhà của Như Lai rồi. Nhìn thấu hiểu rõ được sự vô thường, vô ngã, quyển hóa của các pháp hữu vi. Rồi bây giờ quý vị thực tập buông xả nha. Thì quý vị tự tại, chịu đựng trước những nghịch cảnh chướng duyên gì, chúng ta cũng nhẫn nại vượt qua một cách dễ dàng tự tại. Thì đó gọi là mặc được chiếc áo của Như Lai, là tâm nhu hòa nhẫn nhục. Ngồi trên pháp tòa của Như Lai là trí tuệ quán chiếu vạn pháp giai không. Con kính chúc cho toàn thể đại chúng tham dự khóa tu Phật thất tại đạo tràng chùa Hoằng Pháp vào được nhà của Như Lai, mở trải tâm từ bi yêu thương tha thứ tất cả, và mặc được chiếc áo của Như Lai, có năng lực chịu đựng, nhẫn nại, kham nhẫn trước mọi cảnh duyên, vì biết rõ quy luật nhân quả vô thường vô ngã, buông xả hết. Và quý vị lại ngồi trên pháp tòa của Như Lai bằng trí tuệ để quán chiếu vạn pháp giai không, và chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống đời thường này, để kiến tạo từng giờ từng phút từng giây sự thanh tịnh an lạc có mặt. Và chắc chắn tương lai quý vị sẽ sanh về tịnh độ cực lạc. A Di Đà Phật.
Mô Phật kính bạch sư trụ trì chùa Hưng Thiền từ bi quan hỷ cho con lời pháp thí. Đa phần hàng Phật tử nữ của chúng con còn thiếu yếu tố đặc biệt nào mà không thực hiện được cái dũng khí để buông bỏ những đau khổ trước khi bắt buộc phải buông sau này? Thì nó quá muộn rồi. Thì nãy giống như nãy con nói, nhìn không thấu, buông không có được. Phải không các gì? Cái yếu tố mà chúng ta không buông được là bởi vì mình không có trí tuệ để nhìn thấu. Thấu rõ cái gì? Vạn pháp giai không, không có thật đâu các vị ơi. Mình biết nó giả thì mình nắm để làm cái gì? Phải không các vị? Nhưng mình vì mình thiếu cái yếu tố là mắt tuệ của mình không có đủ sáng. Có lúc thì giác ngộ, nhưng mà có lúc mê lầm, gọi là hốt giác, hốt mê. Lúc mà giác ngộ khi thấy đưa một đám tang thì chúng ta nói thôi thôi, đời thấy đó thấy chưa, mới ngày nào hơn thua được mất tranh chấp đồ này kia, bây giờ nằm một đống trong quan tài rồi, thôi buông bỏ hết, lo niệm Phật đi, không có cái gì thật hết, không có gì trường tồn vĩnh cửu, thôi mình buông xả hết. Nhưng mà quý vị biết không, chỉ giác ngộ có chút đó thôi, khi thấy người khác chết trong lòng luống xót xa, chẳng phải khóc kẻ chết mà nghĩ đến phiên ta, đúng không các vị? Nhưng mà xong rồi cái qua lúc đó cái nó mê trở lại. Nó mê trở lại rồi cái có lúc chúng ta không có tỉnh thức giác ngộ để thấu rõ nữa, cho nên buông không có được đâu các vị. Nói thật, có nhiều người hiểu thì hiểu đó, nhưng mà không có đủ năng lực dũng khí để buông. Cho nên đối với đạo Phật của chúng ta, Đức Phật dạy mình phải tu tập để có được ba yếu tố. Ba yếu tố đó là gì? Bi, trí và dũng các vị ơi. Bi là lòng từ bi, chính là tình thương. Trí có nghĩa là sự hiểu biết. Tình thương phải có sự hiểu biết soi sáng, và phải có dũng khí để mạnh dạn buông bỏ, từ bỏ những thứ không thuộc về của mình, từ bỏ những thứ thói hư tật xấu để hoàn thiện mình, để mở ra chân trời giải thoát cho mình, được không các vị? A Di Đà Phật.